bên nhóm review. Hôm nay nhóm xin hướng dẫn mọi người lắp module tăng áp 15 kV, hay còn gọi là máy đánh lửa ấy. Thì chúng ta cần chuẩn bị đây, bộ DIY module tăng áp 15 kV, đế pin và pin 1,5V. Đây, bộ DIY gồm có PCB này và một số linh kiện. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn các cái linh kiện này lên PCB. Đầu tiên là cuộn này, mình sẽ phải xác định thứ tự của các dây. Thì đầu tiên là mình phải dùng đế giáp hoặc là kéo, dao kéo đấy, cạo 4 cái đầu ra, cạo cái lớp sơn cách điện. Sau khi cạo hết lớp sơn ở 4 cái đầu dây này thì mình sẽ xác định hai dây nào là cùng một cuộn, cùng một dây. Thì đây mình dùng đồng hồ này. Thì đây là một cuộn này. Thì mình sẽ gom hai cái đầu này vào. Và tiến hành hàn một số linh kiện này.
Sau khi đã hàn xong thì mình có một bộ có một module tăng áp đây. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn và test thử. Cái bộ này thì ứng dụng để đánh lửa trong cái máy ở cái bếp ga và thay cho bật lửa. Đó. Mình sẽ thử đốt giấy. Đó. Giấy đã cháy. Ok. Thì trên đây vừa mình vừa giới thiệu mô đun tăng áp 15 kV hay gọi là máy đánh lửa. Thì đây. Thì video của mình đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý xem. Ok.